bằng mắt. Hai năm mà em rất buồn bởi vì tóc của em đã cắt. Em trở về nhà rất nhanh và kính cửa thì đóng chặt. Mẹ em hỏi thì em nói ổn và trong lòng đi nước mắt. So anh biết cảm xúc của em bây giờ trong lòng không chắc. Những lần em cãi vã là những lần bị hắn bỏ mặc. Và em nói mình với bản thân là không bao giờ tìm được cách khóc. Em sống với lòng vì ta và luôn nhận lại là điều trái tốt. Đó là những thứ mà em phải nhận lấy sau này. Sau chuyện ghét thúc mộng là không bao giờ được hắn nhìn thấy. Và em hứa với chính bản thân là không bao giờ được phép lung lay. Làm tất cả để có thể quên nhưng mà cảm xúc thì cũng vậy. Đôi khi em thích thì cái tay vào rep tin nhắn. Những người bạn đã thân nói là em không nên tin hắn. Nói là em có nên dừng lại để sau này em không phải nghĩ. Kỷ niệm là thứ để đáng trong vui vì đôi chân của em phải đi. Anh chặt hay làm hơn vậy, kể câu chuyện bằng chữ giá như. Một phần với em đã khổ với chất kích thích mà em đã thử. Em ra ánh đèn phố xá và trở về trong đê mê. Yêu cả nào rồi cũng chia tay vì cuộc đời mình là thế. Sao chán ghét ta lại tìm thấy cuộc tình của mình rất giống. Em để tâm tư của mình không thể nào bán vì nó chất đóng. Để cho hắn ta đến hắn làm tổng thương rồi hắn bỏ đi. Sau cuối cùng em lặng như tiên rồi cũng bị hắn bỏ phí. Em dùng mồm mắt để đổi lấy về thứ nhỏ nhặt. Những câu nói than vãn, những bình yên mà em không chặn. Gặp những người bạn cũ, vài câu chuyện khi em đang say. Và sự tóc không bao giờ lùi đến khi mà chân của em ngừng chạy. So, anh thật ích kỷ khi bỏ mặt em giữa không trung. Luôn nghĩ là em say và những người sau anh đều không đúng. Chắc là tại do anh tổn thương và anh biết là em đành cố. Vì lời nói anh không tử tế nên cái tôi em xây thành phố. Vì anh chẳng thể nào làm được điều đó. Không để cảm xúc dâng trào nếu như đang ngược chiều gió. Và lời nói khi ta đang say, nó chứa đầy những từ phán xét. Nhạc của anh không hay bởi vì nó có nhiều từ đáng ghét. Xin lỗi vì những câu chuyện của tối qua. Những lời nói đi quá xa và những nước mắt sau cơn cãi vã. Ta từng nói những lời chia tay vì luôn muốn giành được phần thắng. Nhưng mà ta cũng chưa từng nói bởi vì chia tay là bằng tin nhắn. Đây là bài nhạc dành cho các cô gái của anh. Nếu như tình cảm mà em không nhận thì chả nó vội cho anh. Và sau tất cả thì nơi đây chỉ còn một mình anh với những bài nhạc và những cơn đau move on. Và có người nói với anh sự chờ đợi nó không đáng sợ. Chỉ là những lời hứa không biết ta sẽ đợi chờ cho đến bao giờ. Bởi vì chuyện tình ta không giống như mơ. Nếu em đã từng đau thì em không phải là một nàng thơ.